thấu suốt tâm linh không ai sau khi sinh ra mà càng lúc càng cách xa cái chết thay vào đó mỗi ngày chúng ta tới gần cái chết hơn giống như sốt vật đang bị dẫn tới lò sát sinh giống như những người chăn bò đánh đập con bò của họ và dẫn chúng về chuồng chúng ta cũng bị hành hạ bởi những nỗi đau khổ của sinh lão bệnh tử luôn luôn tiến gần tới lúc kết thúc của đời ta mọi sự trong vũ trụ này bị lệ thuộc vào lẽ vô thường và cuối cùng sẽ bị tan rã như đức đạt lai lạt ma thứ bảy đã nói những thanh thiếu niên trông rất mạnh mẽ và khỏe khoắn nhưng lại chết trẻ là những vị thầy thực sự dạy cho chúng ta về sự vô thường. Trong tất cả những người chúng ta biết hay nhìn thấy sẽ không ai còn sống trong 100 năm nữa. Cái chết không thể bị đẩy lui bởi các mật chú hay bởi tìm kiếm sự nương tựa ở một nhà lãnh đạo chính trị tài ba. Trải qua những năm tháng cuộc đời, tôi đã gặp gỡ rất nhiều người. Giờ đây, họ chỉ còn là những hình bóng trong ký ức tôi. Ngày nay tôi lại gặp thêm những người mới, thật giống như xem một vở kịch. Sau khi đóng xong vai tuồng của mình, người ta thay đổi sim y và lại xuất hiện nếu chúng ta tiêu phí cuộc đời ngắn ngủi của mình dưới ảnh hưởng của sự tham luyến và oán ghét nếu vì lợi ích của những cuộc đời ngắn ngủi đó mà chúng ta tăng trưởng những mê lầm của mình thì mối tai họa chúng ta tạo tác sẽ rất lâu dài vì nó phá hủy những triển vọng thành tựu hạnh phúc tối hậu của chúng ta nếu đôi lúc chúng ta không thành đạt trong những vấn đề thế tục tầm thường điều đó không quan trọng lắm nhưng nếu chúng ta lãng phí cơ may quý báu có được nhờ đời người này thì bản thân chúng ta sẽ bị trầm luân trong thời gian dài tương lai ở trong tay ta dù chúng ta muốn trải qua sự đau khổ cùng cực do rơi vào những cõi luân hồi phi nhân hay ta muốn thành tựu những hình thức cao hơn của sự tái sinh hoặc ta muốn đạt tới trạng thái giác ngộ. Ngài Santideva nói rằng trong đời này chúng ta có cơ hội, trách nhiệm, có khả năng lựa chọn và quyết định những đời tương lai của ta sẽ như thế nào. Chúng ta nên tu hành tâm thức của mình để cuộc đời ta sẽ không bị lãng phí. Không lãng phí ngay cả một tháng hay một ngày và chuẩn bị khi cái chết đến. Nếu chúng ta có thể nuôi dưỡng sự hiểu biết đó, thì động lực cho thực hành tâm linh sẽ phát sinh. Đó là động lực mạnh mẽ nhất. Geshe Sarawa 1070-1141 nói rằng vị thầy tốt nhất của Ngài là sự thiền định về lẽ vô thường. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong giáo huấn đầu tiên của Ngài rằng nền tảng của sự đau khổ là vô thường. Khi phải đối diện với cái chết, các hành giả lỗi lạc nhất sẽ hoan hỷ. Các hành giả trung bình sẽ được chuẩn bị tốt đẹp và ngay cả các hành giả hạ căng nhất sẽ không có gì để nuối tiếc. Khi chúng ta đi tới ngày cuối cùng của đời mình, điều tối quan trọng là đừng có ngay cả một giây dứt của sự hối tiếc, hoặc điều tiêu cực mà chúng ta kinh nghiệm khi hấp hối có thể ảnh hưởng tới sự tái sinh kế tiếp của ta. Phương cách tốt nhất để làm cho cuộc đời có ý nghĩa là sống theo con đường của lòng bi mẫn nếu bạn nghĩ tưởng về cái chết và sự vô thường bạn sẽ bắt đầu làm cho cuộc đời bạn có ý nghĩa bạn có thể cho rằng gì sớm muộn gì bạn cũng phải chết thì không cần cố gắng nghĩ về cái chết vào lúc này bởi nó sẽ chỉ khiến bạn ngã lòng và lo lắng nhưng sự tỉnh giác về cái chết và lẽ vô thường có thể có những lợi lạc to lớn nếu tâm thức chúng ta bị vướng mắt bởi cảm tưởng rằng mình không bị lệ thuộc vào cái chết thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc trong sự thực hành của mình và chẳng bao giờ tiến bộ trên con đường tâm linh sự tin tưởng rằng bạn sẽ không chết là chướng ngại to lớn nhất cho tiến bộ tâm linh của bạn bạn sẽ không nhớ tới pháp bạn sẽ không tuân theo pháp mặc dù bạn có thể nhớ tới nó và bạn sẽ không tuân theo pháp hết lòng dù bạn có thể tuân thủ nó ở một mức độ nào đó nếu bạn không thiền định về cái chết thì bạn sẽ chẳng bao giờ thực hành một cách nghiêm cẩn chịu bó tay trước sự lười biếng bạn sẽ thiếu cố gắng và xung lực trong việc thực hành và bạn sẽ bị sự kiệt sức dây khốn bạn sẽ bị trói chặt vào danh vọng của cải và sự thành đạt khi suy nghĩ quá nhiều về cuộc đời này ta có khuynh hướng làm việc cho những gì mình yêu quý những thân quyến và bằng hữu của chúng ta và ta nỗ lực để làm vui lòng họ rồi khi có ai làm điều tổn hại cho họ lập tức chúng ta liệt những người này là kẻ thù của mình trong cách này các mê lầm như sự ham muốn và oán ghét tăng tiến như một dòng sông ngập lụt vào mùa hè. Một cách tự nhiên, những lầm lạc này khiến cho chúng ta mê đắm trong mọi thứ hành động tiêu cực mà hậu quả của chúng sẽ là sự tái sinh trong những hình thức thấp của sự sinh tử trong tương lai. Nhờ sự tích tập công đức nhỏ bé, chúng ta đã có được một đời người quý báu. Bất kỳ công đức nào đang tồn tại cũng sẽ biểu lộ như một vài mức độ thành đạt tương đối trong đời này. Như vậy, giống liếng ít ỏi mà chúng ta có thể bị tiêu đi mất và nếu ta không tích tập công đức nào mới thì giống như ta tiêu hết tiền để dành mà không có tiền mới gửi vào nếu chúng ta chỉ làm cạn kiệt sự tích lũy công đức của mình thì sớm muộn gì chúng ta sẽ bị đắm chìm vào một đời sau còn đau khổ ghê gớm hơn nữa người ta nói rằng nếu không có một sự tỉnh giác đúng đắn về cái chết thì chúng ta sẽ chết trong sự áp chế của sợ hãi và hối tiếc mối xúc cảm đó có thể đưa chúng ta đi vào các cõi thấp nhiều người tránh đề cập tới cái chết họ tránh né nghĩ tới điều tồi tệ nhất vì vậy khi nó thực sự xảy tới họ bị bất ngờ và hoàn toàn không sẵn sàng sự thực hành phật giáo khuyên chúng ta đừng nên không biết tới các bất hạnh và phải hiểu biết và đối mặt với chúng chuẩn bị cho chúng ngay từ lúc bắt đầu nhờ đó khi chúng ta thực sự kinh nghiệm nỗi đau khổ thì nó không phải là cái gì hoàn toàn không chịu đựng được chỉ né tránh một vấn đề sẽ không giúp giải quyết nó mà thực ra có thể làm vấn đề tệ hại hơn một số người nhận xét rằng thực hành phật giáo dường như nhấn mạnh tới sự đau khổ và tính chất bi quan tôi cho rằng điều này thật sai lầm thực hành phật giáo thực sự cố gắng để chúng ta có được một sự an lạc vĩnh cửu là điều không thể suy lường nổi đối với một tâm trí bình thường và tiệt trừ những đau khổ một lần cho mãi mãi các phật tử không hài lòng với sự thành đạt chỉ duy trong đời này hay triển vọng của sự thành đạt trong những đời sau mà thay vào đó họ tìm kiếm một hạnh phúc tối hậu vì đau khổ là một thực tại, do đó quan điểm căn bản của Phật giáo cho rằng sẽ không giải quyết được vấn đề nếu ta chỉ tránh né nó qua quýt. Điều nên làm là đối mặt với đau khổ, nhìn vào nó và phân tích, khảo sát nó, xác định các nguyên nhân của nó và tìm ra phương cách tốt nhất để có thể đối phó với nó. Những người né tránh nghĩ tới điều bất hạnh, thực ra lại bị nó tấn công họ không được chuẩn bị và sẽ đau khổ hơn những người bản thân họ đã làm quen với những đau khổ nguồn gốc của chúng và cách chúng phát khởi một hành giả của pháp nghĩ tưởng mỗi ngày về cái chết quán chiếu về những nỗi khổ của con người nỗi khổ của lúc sinh ra nỗi khổ của sự già đi nỗi khổ của bệnh tật và nỗi khổ của sự chết mỗi ngày các hành giả mật thừa trải nghiệm quá trình sự chết trong sự quán tưởng điều ấy giống như trải qua cái chết về mặt tâm thức mỗi ngày một lần vì quen thuộc với nó họ hoàn toàn sẵn sàng khi thực sự gặp gỡ cái chết nếu bạn phải đi qua một vùng rất nguy hiểm và ghê sợ bạn nên tìm hiểu về những sự nguy hiểm và cách xử sự với chúng trước đó không tiên liệu về chúng là ngu dại dù có thích hay không bạn cũng phải đi tới đó vì thế tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng để biết cách xử sự khi những khó khăn xuất hiện nếu bạn có một sự tỉnh thức hoàn hảo về sự chết, thì bạn sẽ cảm thấy chắc chắn rằng bạn sắp chết một ngày gần đây. Như vậy, nếu khám phá ra rằng mình sắp chết trong ngày hôm nay hay ngày mai, nhờ sự thực hành tâm linh, bạn sẽ nỗ lực tự tháo gỡ mình ra khỏi các đối tượng trói buộc bằng cách dứt bỏ những thứ sở hữu và coi mọi sự thành công thế tục như không có bất kỳ bản chất hay ý nghĩa nào. Lợi lạc của sự tỉnh thức về cái chết là nó làm cho cuộc đời có ý nghĩa và nhờ cảm thấy hoan hỷ khi giờ chết tới gần, bạn sẽ chết không chút hối tiếc. Khi bạn quán chiếu về sự chắc chắn của cái chết nói chung và sự bất định của giờ chết, bạn sẽ làm mọi nỗ lực để tự chuẩn bị cho tương lai, bạn sẽ nhận ra rằng sự thành đạt và những hoạt động của đời này không có bản chất và không quan trọng. Như vậy, sự làm việc cho lợi lạc lâu dài của bản thân bạn và những người khác sẽ có vẻ quan trọng nhiều hơn nữa và cuộc đời bạn sẽ được dẫn dắt bởi nhận thức đó. Như Đức Milarepa đã nói, bởi chẳng sớm thì muộn, bạn phải bỏ lại mọi sự sau lưng, thì tại sao không từ bỏ nó ngay bây giờ? Mặc dù mọi nỗ lực của chúng ta, kể cả việc dùng thuốc men hay việc cử hành những lễ trường thọ, không ai có thể hứa hẹn sẽ sống quá 100 năm. Có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng sau 60 hay 70 năm nữa, hầu hết những người đọc quyển sách này sẽ không còn sống. Sau 100 năm, người ta sẽ nghĩ về thời đại chúng ta chỉ như một phần của lịch sử. Sự sống và cái chết Khi cái chết đến, điều duy nhất có thể giúp ích là lòng bi mẫn và sự thấu suốt về bản tánh của thực tại mà người ta đã đạt tới về lãnh vực này khảo sát xem có một đời sống sau khi chết hay không là điều hết sức quan trọng những đời quá khứ và tương lai hiện hữu vì những lẽ sau đây những kiểu suy nghĩ nào đó từ năm ngoái từ năm trước nữa và ngay cả từ thời thơ ấu có thể được nhớ lại vào lúc này điều này chỉ rõ cho ta thấy là một cái biết đã hiện hữu trước cái biết hiện tại khoảnh khắc ý thức đầu tiên trong đời này không được sinh khởi mà không có một nguyên nhân cũng không được sinh ra từ cái gì thường hằng hay vô tri một khoảnh khắc của tâm là cái gì trong sáng và thấu biết bởi thế cái có trước nó phải là cái gì đó trong sáng và thấu biết là khoảnh khắc trước của tâm tiền niệm chỉ có thể tin được rằng khoảnh khắc đầu tiên của tâm trong đời này đến từ không cái gì khác hơn là một đời trước mặc dù thân xác vật lý có thể hành xử như một nguyên nhân thứ yếu của những biến đổi vi tế trong tâm nhưng nó không thể là nguyên nhân chính yếu vật chất không bao giờ chuyển hóa thành tâm thức và tâm thức không thể chuyển hóa thành vật chất vì thế tâm thức phải đến từ tâm thức tâm thức của cuộc đời hiện tại này đến từ tâm thức của đời trước và là nguyên nhân của tâm thức trong đời sau khi bạn quán chiếu về sự chết và thường xuyên tỉnh thức về nó đời bạn sẽ trở nên có ý nghĩa nhận ra những bất lợi to lớn của việc bám chấp có tính cách bản năng của chúng ta vào sự thường hằng ta phải chống trả lại nó và tỉnh thức miên mật trước cái chết để ta sẽ được thúc đẩy thực hành pháp nghiêm cẩn hơn nữa. Ngài Songkapa nói rằng tầm quan trọng của sự tỉnh thức về cái chết không chỉ hạn chế ở giai đoạn bắt đầu. Nó quan trọng suốt mọi giai đoạn của con đường. Nó quan trọng ở lúc bắt đầu, ở giai đoạn giữa và cả ở giai đoạn cuối. Sự tỉnh thức về cái chết mà chúng ta phải nuôi dưỡng không phải là nỗi sợ hãi thông thường bất lực về việc phải chia ly với những người thân và tài sản của chúng ta đúng đắn hơn chúng ta phải học sợ hãi rằng ta sẽ chết mà chưa chấm dứt được các nguyên nhân của sự tái sinh trong các cõi thấp của luân hồi và sẽ chết mà không tích tập những nguyên nhân và điều kiện cần thiết cho sự tái sinh thuận lợi trong tương lai nếu chúng ta chưa hoàn thành được hai mục đích này thì vào lúc chết chúng ta sẽ bị áp chế bởi nỗi sợ hãi và ân hận ghê gớm nếu chúng ta tiêu phí toàn bộ đời mình để miệt mài trong những hành động xấu xa phát sinh từ sự oán ghét và ham muốn thì chúng ta gây nên tai họa không chỉ nhất thời mà còn dài lâu đó là bởi ta tích lũy và tàn trữ một khối lượng khổng lồ những nguyên nhân và điều kiện duyên cho sự đọa lạc của chính chúng ta trong những đời sau nỗi sợ hãi về điều đó sẽ kích động chúng ta để biến mỗi ngày trong cuộc đời mình thành cái gì có ý nghĩa khi đã có sự thức tỉnh về cái chết chúng ta sẽ thấy được sự thành công và mọi sự của cuộc đời này thì không quan trọng và sẽ làm việc cho một tương lai tốt đẹp hơn đó là mục đích của sự thiền định về cái chết giờ đây nếu chúng ta sợ hãi cái chết chúng ta sẽ nỗ lực tìm kiếm một phương pháp chiến thắng nỗi sợ hãi và hối tiếc của mình khi chết. Còn ngay bây giờ, nếu ta cứ tránh né nỗi sợ chết, thì khi chết, chúng ta sẽ bị trói chặt bởi nỗi ân hận. Ngài Trong nói rằng, khi sự tham thiền của chúng ta về lẽ vô thường trở nên hết sức vững chắc và kiên cố, thì mọi sự chúng ta gặp đều sẽ dạy chúng ta về sự vô thường ngài nói rằng tiến trình đi đến cái chết bắt đầu ngay từ khi thụ thai và khi còn sống cuộc đời chúng ta thường xuyên bị hành hạ bởi bệnh tật và sự già yếu khi còn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống chúng ta không nên bị lừa phỉnh khi nghĩ rằng mình sẽ không chết chúng ta không nên vui thú trong sự quên lãng khi chúng ta còn khỏe cách tốt nhất là chuẩn bị cho số phận tương lai của ta ví dụ như người đang rơi từ một dốc đá thật cao sẽ không sung sướng gì trước khi họ chạm đất ngay cả khi chúng ta còn sống có rất ít thời gian cho sự thực hành pháp dù cho chúng ta quả quyết là mình có thể trường thọ, có lẽ một trăm năm, nhưng ta đừng bao giờ nhượng bộ cái cảm tưởng là ta sẽ có thời gian để thực hành pháp sau này. Chúng ta không nên bị chi phối bởi sự lần lửa, nó là một hình thức của tính lười biếng Một nửa đời người bị tiêu mất trong việc ngủ và phần lớn thời gian còn lại chúng ta bị phóng tâm bởi những hoạt động thế gian khi ta già đi, sức mạnh thể chất và tinh thần giảm sút, và mặc dù chúng ta có thể mong muốn thực hành, nhưng đã quá muộn bởi chúng ta sẽ không có năng lực để thực hành pháp. Đúng như một bản kinh nói, nửa đời người tiêu phí trong giấc ngủ, mất 10 năm khi ta còn nhỏ và 20 năm khi ta già và thời gian ở khoảng giữa thì bị dày dò bởi những lo lắng, buồn phiền, đau khổ và thất vọng. Vì thế, khó có thời gian nào để cho sự thực hành pháp. Nếu ta sống một cuộc đời 60 năm và suy nghĩ về tất cả thời gian ta trải qua khi còn bé, tất cả thời gian dùng để ngủ và thời gian khi ta quá già, thì ta sẽ nhận ra rằng chỉ còn khoảng 5 năm, để ta có thể hiến mình cho sự thực hành nghiêm cẩn Phật Pháp. Nếu chúng ta không dùng một nỗ lực cẩn trọng để thực hành giáo Pháp, mà cứ sống như ta sống đời thường, thì chắc chắn là ta tiêu phí đời mình trong sự lười nhát không mục đích. Gun Tang Rinpoche nói có phần diễu cợt. Tôi mất 20 năm không nghĩ gì về việc thực hành Pháp và sau đó mất 20 năm nữa để nghĩ về việc sẽ thực hành sau này và rồi mất 10 năm nghĩ về việc đã bỏ lỡ cơ may thực hành Pháp như thế nào. Khi tôi còn là một đứa trẻ, không có gì đáng nói. Vào khoảng 14 hay 15 tuổi, tôi bắt đầu quan tâm một cách đứng đắn về Pháp. Rồi người Trung Hoa đến và tôi mất nhiều năm trong mọi thứ rối loạn chính trị. Tôi đi Trung Hoa và viếng thăm Ấn Độ năm 1956. Sau đó, tôi trở về Tây Tạng và lại mất thêm một ít thời gian trong chính sự. Điều tốt nhất tôi có thể nhớ lại là cuộc thi tôi lấy bằng ghe xe, học vị hàng lâm cao nhất trong các trường đại học tu viện Tây Tạng. Sau đó tôi phải rời bỏ quê hương mình. Giờ đây, tôi đã sống lưu vong hơn 30 năm và mặc dù có được một ít học tập và thực hành, phần lớn đời tôi đã bị lãng phí một cách lười biếng, không lợi lạc gì nhiều. Tuy nhiên, tôi không đến nỗi phải hối tiếc rằng mình đã không thực hành. Nếu tôi nghĩ về phương diện thực hành Tantra tra, du già, tối thượng, thì có những khía cạnh nào đó của con đường tôi không thể thực hành vì những cơ cấu thân thể của tôi bắt đầu suy thoái cùng tuổi tác. Thời gian để thực hành pháp không đến một cách tự nhiên mà phải được sắp xếp có chủ đích. Nếu bạn phải khởi hành trên một hành trình lâu dài thì ở một lúc nào đó cần phải làm những sự chuẩn bị. Như tôi thường thích nói, chúng ta nên dùng 50% thời gian và năng lực cho những mối quan tâm về đời sau của mình và khoảng 50% cho những công việc của đời này. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết và rất ít nguyên nhân để sống còn. Hơn nữa, những gì chúng ta thường coi là để củng cố đời sống như thực phẩm và thuốc men có thể trở thành những nguyên nhân của cái chết. Ngày nay, nhiều bệnh tật được cho là do bởi chế độ ăn uống của chúng ta những hóa chất thường giúp tăng trưởng mùa màng và chăn nuôi súc vật đã góp phần làm sức khỏe suy yếu đi và gây nên sự mất quân bình trong thân thể thân người quá nhạy cảm quá tinh tế khiến nếu nó quá mập thì bạn có mọi thứ vấn đề bạn không thể đi đứng ngay ngắn bị cao huyết áp và cơ thể bạn trở thành một gánh nặng trái lại nếu bạn quá gầy ốm bạn ít mạnh khỏe hay khả năng chịu đựng nó dẫn tới mọi thứ phiền não khác khi bạn còn trẻ bạn lo lắng không được kể đến trong số những người lớn và khi quá già thì bạn có cảm tưởng như bị xua đuổi ra khỏi xã hội đây là bản chất sự hiện hữu của chúng ta nếu mối họa hại là một thứ gì tác động từ bên ngoài thì bạn có thể bằng cách này hay cách khác né tránh nó bạn có thể chui xuống lòng đất hay lặn sâu trong đại dương nhưng khi hiểm họa đến từ bên trong thì bạn không thể làm gì hết trong khi chúng ta còn tự do đối với sự bệnh hoạn và khó khăn và ta có một thân thể khỏe mạnh chúng ta phải lợi dụng điều đó và rút ra được cốt tủy của nó rút ra được cốt tủy bản chất của cuộc sống là nỗ lực để thành tựu một trạng thái hoàn toàn giải thoát khỏi bệnh tật cái chết sự suy sụp và nỗi sợ đó là một trạng thái của giải thoát và toàn trí người giàu có nhất trong thế giới không thể mang theo một vật sở hữu duy nhất khi chết ngài shankarpan nói rằng nếu chúng ta phải để lại đằng sau thân xác này là thứ mà ta rất thân thiết coi như của riêng mình và là cái từng đồng hành với ta từ lúc sinh ra như người bạn già nua nhất thì làm gì có chuyện không phải bỏ lại những của cải vật chất hầu hết mọi người đều mất quá nhiều năng lực và thời gian chỉ để cố gắng có được một ít thành đạt và hạnh phúc trong đời này, nhưng vào lúc chết, mọi hoạt động thế tục của ta như sự chăm sóc những người thân và bằng hữu, và sự đua tranh với những đối thủ, đành phải bỏ lại gian dở. Mặc dù bạn có thể có đủ thực phẩm để dùng trong 100 năm, lúc chết bạn sẽ phải chịu đói. Và mặc dù bạn có thể có quần áo đủ mặt trong 100 năm, nhưng khi chết, bạn sẽ phải trần truồng. Khi cái chết tấn công, không có sự khác biệt giữa cách chết của một vị vua bỏ lại đằng sau vương quốc của mình và cách chết của một người ăn mày bỏ lại cây gậy. Bạn nên cố gắng tưởng tượng một tình huống, trong đó bạn bị bệnh. Hãy tưởng tượng là bạn bị trọng bệnh và toàn thể sức khỏe thể xác đã ra đi bạn cảm thấy kiệt sức và ngay cả thuốc men cũng không giúp được gì đến lúc hấp hối bác sĩ sẽ nói bằng hai cách với người bệnh thì ông nói đừng lo lắng bạn sẽ khá hơn không có gì phải lo âu chỉ cần tỉnh dưỡng với gia đình thì ông nói tình huống rất trầm trọng quý vị nên sắp xếp để cử hành những nghi lễ cuối cùng vào thời điểm đó bạn sẽ không có cơ hội nào để hoàn tất công việc dở dang hay để hoàn thiện việc nghiên cứu của bạn khi nằm đó thân thể bạn sẽ quá yếu khiến bạn cử động khó khăn rồi hơi nóng của thân từ từ phân tán và bạn cảm thấy thân mình trở nên cứng đơ như một khúc cây rơi trên giường bạn bạn sẽ thực sự bắt đầu nhìn thấy tử thi của chính mình những lời sau cùng của bạn nghe thều thào và những người ở xung quanh phải ráng sức mới hiểu bạn nói gì thực phẩm cuối cùng bạn ăn không phải là một bữa ngon lành mà là một nắm thuốc mà bạn sẽ không còn sức để nuốt trôi bạn sẽ phải rời bỏ những bằng hữu thân thiết nhất dường như phải mất nhiều kiếp bạn mới gặp lại họ. Cách thở của bạn biến đổi và trở nên ồn hơn. Từ từ, nó sẽ trở nên bất thường. Hơi thở vào, hơi thở ra nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Cuối cùng, sẽ có một hơi thở ra rất mạnh sau cùng và đây sẽ là sự chấm dứt việc hô hấp của bạn điều đó đánh dấu sự chết như thường được hiểu như vậy sau đó thì tên của bạn cái tên mà đã một thời đem lại niềm vui cho bằng hữu và gia đình bạn khi họ nghe tới nó sẽ được thêm vào một từ cố ở trước nó điều trọng yếu là vào lúc hấp hối tâm phải ở trong một trạng thái tốt lành nó là cơ may cuối cùng mà chúng ta có và là một dịp may không nên bị bỏ qua mặc dù chúng ta có thể sống một cuộc đời rất xấu xa nhưng vào lúc hấp hối ta nên làm một nỗ lực vĩ đại để nuôi dưỡng một trạng thái đức hạnh an bình trong tâm nếu chúng ta có thể phát triển một lòng bi mẫn hết sức mạnh mẽ và tràn đầy năng lực vào lúc chết, thì có hy vọng rằng ở đời sau, chúng ta sẽ tái sinh trong một đời sống thuận lợi. Nói chung, sự quen thuộc đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Khi bệnh nhân sắp chết, thiệp việc để cho người hấp hối cảm thấy ham muốn hay oán giận là điều bất hạnh ít nhất nên cho người bệnh ngắm nhìn hình ảnh các vị Phật và Bồ Tát khiến họ có thể nhận ra các ngài, cố gắng phát triển đức tin mạnh mẽ nơi các ngài và chết trong một tâm trạng tốt lành. Nếu điều này không thể làm được thì điều tối quan trọng là những người chăm sóc và thân quyến đừng làm người sắp chết bối rối vào lúc ấy một cảm xúc rất mãnh liệt như sự ham muốn hay oán giận có thể đưa người hấp hối tới một trạng thái đau khổ ghê gớm và hoàn toàn có khả năng đi vào một sự tái sinh ở cõi thấp trạng thái trung ấm khi cái chết đến gần những dấu hiệu nào đó điềm chỉ tương lai có thể xuất hiện những người có tâm thức tốt lành sẽ thấy là mình đang đi từ chốn tối tăm ra ánh sáng hay đi vào nơi quang đãng họ sẽ cảm thấy sung sướng nhìn thấy những điều đẹp đẽ và sẽ không cảm thấy bất kỳ nỗi đau khổ sâu sắc nào khi họ chết nếu lúc hấp hối người ta có những cảm xúc hết sức mãnh liệt về sự ham muốn hay oán ghét thì họ sẽ thấy mọi thứ ảo giác và sẽ cảm thấy đau buồn ghê gớm một số người thấy như thể họ đang đi vào bóng tối những người khác cảm thấy mình đang bị thiêu đốt tôi từng gặp vài người đang bệnh rất nặng họ kể lại rằng khi đau nặng họ thấy mình đang bị thiêu đốt đây là một biểu thị cho số phận trong tương lai của họ do những dấu hiệu như thế người hấp hối sẽ cảm thấy hết sức bối rối và sẽ kêu la rên rỉ thấy như thể toàn thân đang bị lôi kéo xuống họ sẽ đau khổ sâu sắc lúc hấp hối một cách rốt ráo những sự kiện này phát xuất từ sự bám chấp vào bản ngã người hấp hối biết rằng kẻ mà mọi người rất yêu mến đó sắp chết khi những người đã miệt mài phần lớn đời mình trong ác hạnh ấy chết ta được biết là tiến trình tan hoại hơi ấm của thân thể bắt đầu từ phần thân trên đi xuống trái tim đối với những hành giả thiện hạnh thì tiến trình tan biến hơi nóng bắt đầu từ phía dưới từ bàn chân và cuối cùng lên tới trái tim. Trong bất kỳ trường hợp nào, tâm thức cũng thực sự khởi hành từ trái tim. Sau khi chết, người ta đi vào trạng thái trung ấm, bọt đô. Thân thể trong trạng thái trung ấm có vài đặc điểm riêng biệt. Tất cả các giác quan đều đầy đủ và nó có một hình tướng thể chất giống hệt với hình tướng của hiện thể mà nó sẽ tái sinh. Ví dụ, nếu nó tái sinh là một con người, nó sẽ có một hình tướng thể chất giống hệt một con người. Nếu nó tái sinh là một súc sinh, thì nó sẽ có hình tướng thể chất của súc sinh đặc thù. Thân trung ấm có thị lực mạnh mẽ đến độ, có thể nhìn xuyên qua các vật rắn và có khả năng du hành bất kỳ nơi nào mà không bị ngăn ngại thân trung ấm chỉ có thể nhìn thấy những thân trung ấm cùng loại ví dụ nếu một thân trung ấm được định là tái sinh làm một con người thì nó chỉ nhìn thấy những thân trung ấm đã được định để tái sinh làm người những thân trung ấm của cõi trời đi hướng lên nhìn hướng lên cao và các thân trung ấm của cõi người đi thẳng và nhìn thẳng, các thân trung ấm của những kẻ đã say đắm trong các ác hành và bị tái sinh vào các cõi thấp thì ta được biết là di chuyển hướng xuống dưới. Thời kỳ ở trạng thái trung ấm này là 7 ngày. Sau một tuần lễ, nếu thân trung ấm gặp được những tình cảnh thích hợp thì nó sẽ tái sinh trong cảnh giới luân hồi tương ứng. Nếu nó không gặp được thì sẽ lại chết một cái chết nhỏ và xuất hiện một lần nữa như một thân trung ấm. Điều này có thể xuất hiện 7 lần, nhưng sau 49 ngày thì nó không thể tồn tại như một hiện thể của trạng thái trung ấm nữa mà phải tái sinh dù nó có muốn hay không khi đến thời điểm để tái sinh thân trung ấm nhìn những hiện thể cùng loại với nó bay lượng và nó sẽ phát triển một ước muốn nhập bọn với họ những chất sinh nở của các cha mẹ tương lai tinh dịch và trứng trông khác biệt với nó mặc dù cha mẹ có thể không thực sự ngủ với nhau thần trung ấm sẽ có ảo giác là họ đang làm việc đó và sẽ cảm thấy dính mắt với họ nếu thần trung ấm nào có thể sinh là một bé gái nó sẽ cảm thấy ghét bỏ người mẹ và bị cuốn hút bởi sự trói buộc nó sẽ nỗ lực để ngủ với người cha nếu thân trung ấm có thể sinh ra là một bé trai nó sẽ thấy ganh ghét người cha mà ràng buộc với người mẹ và cố gắng để ngủ với mẹ bị kích động bởi lòng ham muốn như thế nó đi theo cha mẹ bất kỳ nơi nào sau đó không có phần thân thể nào của cha mẹ xuất hiện ra trước thân trung ấm đó trừ những bộ phận sinh dục do đó nó cảm thấy thất vọng và giận dữ sự giận dữ đó là điều kiện duyên cho cái chết của nó từ trạng thái trung ấm và nó tái sinh trong tử cung khi cha mẹ đang giao hợp và đạt tới khoái cảm cực độ một hay hai giọt tinh dịch đậm đặc và trứng hòa trộn với nhau như kem trên lớp mặt sữa đun sôi vào lúc này tâm thức của thân trung ấm ngừng dứt và đi vào hỗn hợp ấy, điều đó đánh dấu sự nhập thai. Mặc dù cha mẹ có thể không giao hợp, thân trung ấm có ảo tưởng là họ đang làm việc ấy và sẽ đi tới nơi đó. Điều này hàm ý rằng có những trường hợp mặc dù cha mẹ có thể không giao hợp, tuy nhiên tâm thức vẫn có thể đi vào những yếu tố vật lý. Điều này giải thích cho việc những đứa trẻ sinh ra từ ống nghiệm ngày nay khi các tinh chất được tập hợp lại từ cha mẹ được hòa trộn và giữ gìn trong một ống nghiệm thì tâm thức có thể đi vào hợp chất đó mà không cần sự giao hợp thực sự xảy ra Ngài Santideva nói rằng ngay cả các súc vật cũng hoạt động để cảm nghiệm niềm vui thích và tránh né đau khổ trong đời này chúng ta phải hướng sự chú tâm của ta về tương lai nếu không ta sẽ không khác gì những thú vật sự tỉnh thức về cái chết chính là nền tảng của sự toàn thể con đường trừ phi bạn phát triển sự tỉnh thức này còn không thì tất cả những thực hành khác sẽ bị chướng ngại pháp là người hướng đạo dẫn dắt ta đi qua những địa hạt không được biết tới pháp là thực phẩm nuôi dưỡng ta trong cuộc hành trình pháp là vị thuyền trưởng sẽ đưa chúng ta tới bến bờ xa lạ của niết bàn vì thế hãy đem tất cả năng lực của thân ngữ và tâm bạn vào việc thực hành pháp nói về sự thiền định về cái chết và lẽ vô thường thì rất dễ nhưng thực hành thật sự thì quả là hết sức khó khăn và khi chúng ta thực hành đôi lúc ta không nhận thấy có sự thay đổi nhiều đặc biệt nếu ta chỉ so sánh hôm qua và hôm nay đó là một mối nguy hiểm dễ làm ta mất hy vọng và trở nên thiếu can đảm trong những tình huống như thế rất lợi là khi ta không so sánh từng ngày hay hàng tuần mà đúng hơn Cố gắng so sánh tâm trạng hiện thời của ta với tâm trạng của 5 năm hay 10 năm trước, như vậy ta sẽ thấy rằng đã có một vài thay đổi. Chúng ta có thể nhận ra một số chuyển biến trong quan điểm, trong nhận thức, trong thân tâm, trong sự hưởng ứng của chúng ta đối với các thực hành này. Chính nó là một suối nguồn nâng đỡ, động viên to lớn, nó thực sự ban cho ta niềm hy vọng vì nó chỉ cho ta thấy nếu ta nỗ lực thì sẽ có khả năng để tiến bộ hơn nữa trở nên ngã lòng và quyết định trì hoãn sự thực hành của chúng ta tới một thời điểm thuận lợi hơn thì thực sự rất nguy hiểm